Chào người anh em, anh có khỏe không? À, chào Bobby, anh khỏe không? Tôi khỏe lắm, tạ ơn Đức Chúa Trời. Ờ, cuối cùng thì tôi cũng có thể liên lạc được với anh rồi. Bởi vì mấy ngày gần đây uh, tôi đang có một vấn đề, nên tôi hy vọng tìm được anh để thông công. Được thôi, có gì đâu. Người anh em, anh cứ thông công đi. Được rồi, cảm ơn anh. Số là dạo gần đây tôi và anh Alex đang cùng làm bổn phận chăm tứ với nhau. Tôi thấy anh ấy đang thực hiện bổn phận rất là qua loa mà không màng đến kết quả tôi muốn nói thẳng với anh ấy nhưng sau một hồi lưỡng lự thì tôi lại không nói sợ xúc phạm anh và khiến anh cảm thấy là tôi khó gần lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ mối quan hệ của mình với người khác và tránh gây mất lòng tại sao mỗi khi định nói thật điều gì đó tôi cứ thấy khó khăn vậy anh biết không tôi tôi nhớ lại mình từng rơi vào tình trạng như anh vậy ờ um, khi tôi thực hiện bổn phận cùng với một anh chị em nào đó nếu thấy ai mắc lỗi cá nhân hoặc họ đã làm gì đó không phù hợp với lẽ thật tôi biết rất rõ rằng mình nên nhắc nhở hay giúp đỡ họ nhưng tôi thường lãng tránh không nhắc đến những vấn đề này là bởi vì tôi không muốn xúc phạm người khác tôi cũng vậy cách đây không lâu vài chuyện đã xảy ra khiến cho tôi nhận ra sự nguy hại và hậu quả của cách cư xử đó và đã giúp tôi thay đổi bản thân. Thật sao? Anh kể tôi nghe đi. À, được thôi. À, gần đây thôi, à, một ngày nọ, à, vào cuối buổi họp thì người chị chủ trì buổi họp đã nói rằng à, chúng tôi cần à, chuẩn bị để chọn ra vài người trong số chúng tôi để thực hiện bổ phận chăm tưới và sẽ đi truyền bá phúc âm và chị ấy uh, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cả hai công tác này chị yêu cầu chúng tôi suy nghĩ cho thật kỹ về chuyện này theo các nguyên tắc sau đó thì cùng thảo luận trong nhóm để đưa ra quyết định thật ngạc nhiên là anh james cũng là người thực hiện bổn phận với tôi sáng hôm sau đã gọi cho tôi trước và nói rằng anh đã chọn được một số anh chị em đạt tiêu chuẩn cũng như đã sắp xếp để tập hợp họ lại với nhau và anh ấy đã mời tôi cùng anh thông công với họ về việc thay đổi bổn phận của họ nghe anh ấy nói vậy tôi đã thầm nghĩ chẳng phải anh làm như vậy là quyết định hấp tấp và khinh xuất hay sao chúng ta vẫn chưa cùng nhau thảo luận về vấn đề này hơn nữa hiện giờ mọi người đều đang thực hiện bổn phận của riêng mình nếu anh chỉ thực hiện thay đổi này một cách mù quáng, rồi quá ra quyết định đó là không ổn, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến công tác của hội thánh sao? Đúng vậy. Đó rõ ràng là một vấn đề. Vậy anh có chỉ ra cho James thấy không? À, không, à, tôi không nói. À, tôi muốn nói với James về suy nghĩ của mình. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn khi nghe thấy giọng anh trong điện thoại có vẻ rất phấn khích. Anh ấy có thể sẽ buồn nếu tôi nói rằng anh ấy đang đưa ra quyết định quá hấp tấp và rằng anh ấy không nên làm việc một cách thiển cận như vậy nếu tôi từ chối lời mời của anh chẳng phải anh sẽ cảm thấy như thể tôi đang bác bỏ ý tưởng của anh và nghĩ tôi là kẻ ngạo mạn sao tôi đã kìm nén những suy nghĩ đó và không nói một lời nào mặc dù rất lo lắng về những gì anh ấy đã đề xuất tôi vẫn chấp nhận lời mời của anh và đồng ý cùng anh chủ trì các cuộc họp thông công với các anh chị em. Sau khi tôi gác máy rồi, tôi đã thấy đoạn lời này của Đức Chúa Trời nó đã được chia sẻ trong nhóm WhatsApp. Được rồi, để tôi chia sẻ với anh nha. Ừ, hay lắm. Được rồi, xem nào. Đây, Đức Chúa Trời toàn năng phán: Người không được nhầm lẫn đồng ý mù quáng với mọi người mà không có chính kiến của bản thân thay vào đó ngươi phải có lòng can đảm để đứng lên và phản đối những điều không đến từ ta nếu ngươi biết rõ rằng có điều gì đó là sai nhưng ngươi giữ im lặng thì ngươi không phải là người thực hành lẽ thật amen Ừ. amen um, tôi cảm thấy uh, những lời này giống như đang trực tiếp nói với tôi vậy đó là một trải nghiệm thật sự sâu sắc về việc Đức Chúa Trời thật sự có thể nhìn thấu tâm can chúng ta như thế nào. Chẳng phải là chính tôi, người biết rõ rằng điều đó là sai hoàn toàn, nhưng vẫn im lặng là người đã bị dạch trần trong lời Đức Chúa Trời hay sao? Không, tôi không thể làm người như vậy được nữa, nên tôi đã lấy hết dũng khí và định là sẽ nói ra hết. Nhưng khi tôi nghĩ đến james đã nhiệt quyết như thế nào tôi sợ anh ấy sẽ cảm thấy mình đang đối đầu với anh nếu ngăn cản anh làm như vậy sau một hồi đấu tranh nội tâm tôi chỉ biết tự trấn an mình nghĩ rằng có thể chưa chắc là mình đã hoàn toàn đúng có thể tôi đã không nhận thấy điều gì đó và thế là tôi đã đưa ra quyết định đó là bỏ qua lẽ thật không quan tâm đến sự khiển trách của đức chúa trời và không nói gì với anh James hết. Sau đó tôi thuận theo kế hoạch của anh James và bắt đầu tổ chức công việc. Vậy đó. Anh có thực sự đã sắp xếp cho các anh chị em loan truyền phúc âm theo kế hoạch không? Ờ, à, không. Ờ, à, tôi không làm vậy. Ờ, à, anh biết không, trong khi chờ đợi, tôi đã nói với chị đảm trách bổn phận này. Ờ, à, sau khi nghe xong thì chị ấy đã cùng tôi và anh James họp trực tuyến và chị ấy đã nghiêm khắc khiển trách chúng tôi. Chị nói có những yêu cầu cụ thể cho việc lên kế hoạch và sắp xếp thay đổi nhân sự. Chúng ta cần phải lựa chọn uh, người chia sẻ phúc âm hay làm bổn phận chăm tưới tùy theo điểm mạnh cá nhân của họ để không gây trở ngại cho công tác của hội thánh. Chẳng phải việc các anh ngẫu hứng bảo một nhóm người đi chia sẻ phúc âm là làm rối loạn công tác của hội thánh sao có đúng không các anh đã không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật hay thảo luận điều đó với mọi người việc này về bản chất là hành động bừa bãi ờ anh có biết không nghe chị ấy nói vậy tôi cảm thấy rất buồn và tội lỗi tôi biết đó là đức chúa trời đang tỉa sửa và xử lý tôi và chị ấy đã nói hoàn toàn đúng chúng tôi đã hành động bừa bãi và không tuần theo nguyên tắc việc bị xử lý và tỉa sửa quả thật là sự che chở của đức chúa trời vậy anh đã rút ra bài học gì từ chuyện này ờ um, uh, thật ra tôi đã học được rất nhiều thông qua việc tự kiểm điểm thì cuối cùng tôi nhận ra rằng mình nên biết từ chối và ngăn chặn bất cứ việc gì không mang lại lợi ích cho hội thánh và kể cả nếu như tôi không hiểu rõ chuyện gì đó tôi cũng vẫn nên nói ra hết suy nghĩ của mình và cùng tìm kiếm cũng như thông công với mọi người tôi không thể chỉ mù quáng hùa theo vì điều đó có thể làm gián đoạn công tác của hội thánh nhưng vì cứ muốn khư khư bảo vệ mối quan hệ của mình với anh james và muốn giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt anh ấy tôi đã sẵn sàng cản trở công tác của hội thánh chứ không chỉ ra vấn đề của anh ấy tôi thấy mình thật xảo quyệt ích kỷ và vô cùng đáng khinh càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mình thật là ngu ngốc càng cảm thấy chán ghét và còn ghê tởm bản thân mình sau đó khi suy ngẫm về việc này tôi tự hỏi tại sao mình lại luôn cứ chăm chăm bảo vệ tư lợi thay vì thực hành lẽ thật trong cơn đau khổ tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, con đã làm việc này bằng tâm tính sa tăng của mình. Con không thực hành lẽ thật kể cả khi biết rõ điều đó là sai. Lạy Đức Chúa Trời, con thấy mình quá bại hoại, xin Ngài cứu rỗi con. Và sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Những ai thành thật tin vào Đức Chúa Trời là những người sẵn lòng đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và sẵn lòng thực hành lẽ thật những ai thực sự có thể đứng vững trong lời chứng của mình đối với đức chúa trời cũng là những người sẵn lòng đưa lời ngài vào trong việc thực hành và đích thực có thể đứng về phía của lẽ thật những kẻ phải dùng đến thủ đoạn và sự bất công hết thảy đều thiếu lẽ thật và tất cả bọn họ đều mang lại sự xấu hổ cho đức chúa trời gia đình của đức chúa trời không cho phép những kẻ không thực hành lẽ thật tồn tại cũng như không cho phép tồn tại những kẻ cố ý phá hoại hội thánh tuy nhiên bây giờ không phải lúc thực hiện công tác trục xuất những kẻ như thế cuối cùng sẽ đơn thuần bị phơi bày và loại bỏ sẽ không làm những việc phí công vô ích cho những người này nữa những kẻ thuộc về satan không thể đứng về phía lẽ thật trong khi những ai mưu cầu lẽ thật thì có thể những ai không thực hành lẽ thật thì không xứng đáng được nghe về con đường lẽ thật và không xứng đáng làm chứng cho lẽ thật lẽ thật đơn thuần là không dành cho họ nghe đúng hơn nó được nhầm vào những ai thực hành nó amen tạ ơn đức chúa trời à, lời của đức chúa trời khiến tôi vô cùng chua xót một tín hữu chân chính tin vào Đức Chúa Trời sẽ sẵn lòng thực hành lời Đức Chúa Trời và khi đối mặt với rắc rối, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và đưa nó vào thực hành, đứng về phía Đức Chúa Trời. Những kẻ không thực hành lẽ thật sẽ nghe theo các tâm tính sa tăng bại hoại của họ đứng về phía sa tăng và phá hoại hội thánh. Tôi nhận ra là bằng việc làm kẻ thích làm hài lòng người khác và không thực hành lẽ thật Tôi đang đứng về phía sa tăng. Mỗi lần tôi gặp phải một tình huống nào đó đòi hỏi tôi phải đứng ra để bảo vệ lợi ích của hội thánh là tôi lại không đưa lẽ thật vào thực hành, vì tôi sợ xúc phạm người khác hay đánh mất vị trí của mình trong lòng họ. Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời cự tuyệt và loại bỏ. Phải Nghe anh nói như vậy giúp tôi hiểu được đôi điều. Một người tử tế không thực hành lẽ thật mà họ hiểu thì hoàn toàn bất chấp lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ danh vọng và địa chỉ của mình. Vì vậy, họ không nói thẳng ra vấn đề mà mình thấy hay ngăn chặn nó. Thay vào đó, họ lại khoanh tay mà ngồi nhìn. Những người như vậy không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời và thực tế là đứng về phía Satan. Ừ, phải phải đúng như vậy ờ, đúng vậy anh biết không lúc đó tôi chỉ mới nhận ra bản chất việc làm của những kẻ thích làm hài lòng người khác mà hầu như không có chút hiểu biết nào về căn nguyên sự bại hoại sa tăng của tôi vì vậy một lần nữa Đức Chúa Trời đã chỉ ra những thiếu sót của tôi thông qua một người anh em để giúp tôi có thể biết mình rõ hơn Tôi nhớ có lần uh, khi tôi và anh Michael đang cùng thực hiện bổn phận trăm tưới với nhau Anh ấy đã cởi mở và chia sẻ Anh Matthew, dạo gần đây chúng ta ngày càng ít làm việc nhóm Anh hầu như không chỉ ra những sai sót của tôi Và khi thấy tôi làm gì đó mà không phù hợp uh, với lẽ thật Anh cũng không nói gì hết Nếu cứ như vậy thì làm sao tôi có thể phát triển được đây? tôi cần anh giúp tôi nhận ra vấn đề và cần được tỉa sửa cũng như xử lý để ít nhiều được tiến bộ tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ khi nghe anh ấy nói vậy và tôi đã hình dung ra tất cả các lần tương tác của chúng tôi tôi đã nhận ra là gần đây anh ấy thực hiện bổn phận mà chẳng chịu suy nghĩ gì chỉ làm qua loa trong các cuộc họp dành cho các tín hữu mới anh chỉ cứ vậy mà thông công bất cứ đề tài nào chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ bàn luận mà không hề có một sự tùy chỉnh dựa trên thực tế các khó khăn hay là vấn đề mà họ gặp phải dựa trên các nguyên tắc cách giải quyết vấn đề và đem lại thu hoạch nên kết quả của những cuộc họp này đều là không tốt và hoàn toàn không kịp thời giải quyết những vấn đề của các tín hữu mới tôi đã không đề cập chút gì về chuyện đó với anh sợ rằng tôi sẽ tổn thương anh và anh sẽ có ác cảm hoặc nghĩ xấu về tôi tôi đã lãng tránh tất cả những vấn đề đó và anh biết không anh michael đã đúng tôi đã thấy vấn đề của anh nhưng lại không nói thẳng với anh tôi là kẻ thích làm hài lòng người khác hành động như một người bạn tốt nhất của mọi người tôi biết rằng việc suy nghĩ như một kẻ thích làm hài lòng người khác vẫn cứ tiếp tục kiểm soát tôi, không để cho tôi thực hành lẽ thật. Tôi không biết phải làm sao cả. Nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy dẫn dắt con để con biết được bản tính bại hoại của mình và loại bỏ xiềng xích của tâm tính sa tăng bại hoại của con. Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Tôi gửi nó cho anh nha. Tôi sẽ đọc nó. Được. Được rồi, ừ. đây. Lời Đức Chúa Trời phán, khi nói đến việc nhận biết bản tính của con người, điều quan trọng nhất là nhìn thấy nó từ góc độ thế giới quan, nhân sinh quan và những giá trị của con người, những người thuộc về ma quỷ thì đều sống cho bản thân họ, nhân sinh quan và những câu cách ngôn của họ chủ yếu đến từ những câu nói của Satan, chẳng hạn như: Người không vì mình trời tru đất diệt những lời nói ra bởi các quỷ vương các vĩ nhân và các triết gia đó của thế gian đã trở thành chính cuộc sống của họ sa tăng làm bại hoại con người qua giáo dục ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân những lời tà ma của họ đã trở thành bản chất cuộc sống của con người người không vì mình trời tru đất diệt là một trăm ngôn nổi tiếng của Satan đã thấm nhuần vào trong mọi người và đã trở thành cuộc sống của con người. Có những câu triết lý sống khác nữa cũng tương tự như thế. Satan sử dụng nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng quốc gia để giáo dục con người khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt và cuối cùng con người bị Đức Chúa trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ sa tăng và chống đối đức chúa trời hãy tưởng tượng hỏi ai đó đã tích cực trong xã hội hàng chục năm câu hỏi sau vì rằng anh đã sống trên thế gian lâu như vậy và đã đạt được rất nhiều anh sống theo những câu châm ngôn nổi tiếng nào người ấy có thể nói câu quan trọng nhất là quan chức không gây khó dễ cho người mang theo quà và người không biết bỡ đỡ thì không làm được gì Chẳng phải những lời này đại diện cho bản tính của người đó sao? Không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện để đạt được địa vị đã trở thành bản tính của anh ta và việc làm một quan chức là điều cho anh ta cuộc sống. Vẫn có nhiều độc tố sa tăng khác trong đời sống con người, trong hành động và hành vi của họ. Họ hầu như không sở hữu chút lẽ thật nào. Ví dụ như những triết lý sống của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sách đỏ và tất cả chúng đều đến từ sa tăng do đó mọi thứ chảy trong xương và máu của con người đều là mọi thứ của sa tăng amen ừ. amen tạ ơn đức chúa trời ờ, anh biết đó những lời này của đức chúa trời đã cho tôi thấy được căn nguyên của vấn đề tôi đã luôn là người tử tế bởi vì Satan đã dùng xã hội và nền giáo dục chính quy để khiến tôi chìm trong những triết lý sống và những lối ngụy biện như người không vì mình, trời tru đất diệt. Lời thuận tình thì sẽ tạo nên hữu hảo và lời bộc trực thì sẽ gây ra hiềm thù, dân dân. Chúng đã trở thành các nguyên tắc hành xử của tôi. Thực ra, khi tôi còn nhỏ, tôi làm gì nói gì cũng rất vô tư uh, tôi sẽ nói ra bất cứ điều gì mình thấy nếu thấy bạn học bị bắt nạt ở trường uh, tôi sẽ đứng lên bảo vệ họ khiến tôi trở thành mục tiêu bị quấy rối khi thấy ra những sai sót của bạn bè hay người thân hoặc thấy họ làm gì đó tồi tệ tôi sẽ nói thẳng cho họ biết họ thường không thoải mái lắm và sẽ nổi nóng với tôi hoặc là thậm chí đối xử lạnh nhạt với tôi. Sau đó, tôi sẽ xin lỗi và xin họ tha thứ để cho mọi chuyện được trôi qua êm thấm. Kết quả của những trải nghiệm này là tôi bắt đầu cảm thấy muốn tồn tại trong thế giới này. Có sao nói vậy, nói thẳng, nói thật, không hẳn đã là điều tốt. Và sẽ tự chuốt lấy những rắc rối không cần thiết. Từ đó trở đi, tôi trở nên ranh mảnh và hay lãng tránh không nói ra để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi khi thấy ai đó làm điều họ không nên làm khi làm như vậy tôi phát hiện mối quan hệ của mình với mọi người trở nên hòa thuận hơn nhiều và tôi có thể hòa đồng với gần như tất cả mọi người một số người thậm chí còn khen tôi vì điều đó dần dần tôi đã bắt đầu tiếp nhận các triết lý xa tăng như biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra. Im lặng là vàng. Lời thuận tình thì sẽ tạo nên hữu hảo và lời bộc trực thì sẽ gây ra hiềm thù và người sáng suốt là người biết giữ mình là người chỉ cầu không phạm lỗi và tôi đã xem những lời này uh, là lẽ sống là kim chỉ nam cho hành vi của tôi phải rồi mẹ tôi thường bảo tôi rằng im lặng là chàng và nên tránh nói ra sự thật vì thẳng thắn sẽ khiến người khác khó chịu. tôi chưa từng nhận ra đó thực sự là các triết lý của Satan. phải, uh, mẹ tôi uh, cũng thường nói y chang như vậy, <laughs> giống nhau thôi. anh biết đó, uh, ở thế giới ngoài kia, uh, những người dùng những lời tân bốc và su nịnh luôn cố xem gió thổi chiều nào theo chiều đó và dùng chiến thuật hai mặt là những người khá thành công. Họ thường được tôn sùng là biểu tượng của trí thông minh và có khả năng đọc cảm xúc. Nhưng các phóng viên nói sự thật hay những người dạch trần những bất công trong xã hội thường có kết cục rất khủng khiếp. Mất việc, vậy là đỡ lắm rồi. Có khi họ còn bị người ta trả thù và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cả xã hội này đều tôn thờ tư duy cũng như lập luận của sa tăng và điều này khiến tôi còn chắc chắn hơn rằng chúng ta nhất thiết phải nghe theo những triết lý này để sống. Và vì vậy, một khi chúng ta đã tin và chấp nhận những ngụy biện và lạc thuyết của sa tăng này, những triết lý trần tục này thì cái nhìn của chúng ta về cuộc sống và thế giới sẽ trở nên méo mó. Sau khi có được đức tin, tôi đã hiểu được rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải trung thực nhưng tôi vẫn bị kiểm soát bởi những tâm tính sa tăng này, vẫn không thực hành lẽ thật mà mình đã hiểu rõ. Tôi đã không sẵn sàng nói thật, nói thẳng và bảo vệ đời sống của hội thánh khi thấy anh Michael làm việc một cách máy móc và việc đó gây ảnh hưởng đến hiệu quả của các cuộc họp. Tôi biết anh James hiện đang đơn phương hành động và điều đó sẽ làm gián đoạn công tác của hội thánh. Nhưng tôi đã không ngăn cản anh ấy. Tôi thậm chí còn nhẫn tâm quay lưng lại với sự khai sáng của Đức Chúa Trời đi giúp anh thực hiện điều đó để không làm anh phật lòng hay khiến anh nghĩ xấu về tôi. Tôi nhận ra mình đang sống bằng các nguyên tắc sinh tồn của sa tăng trở nên ngày càng ích kỷ hơn nữa, đáng khinh, lương lẹo và rất gian manh tôi đã không hề để tâm bảo vệ lợi ích của hội thánh và tôi cũng hoàn toàn thiếu đi cái gọi là tinh thần trách nhiệm hoặc hoàn toàn vô trách nhiệm. lối sống của tôi thật hèn hạ. Chà, lắng nghe sự biết mình của anh khiến tôi thấy rõ hơn tình trạng hiện tại của mình. vậy sau đó anh đã làm gì? oh, sau đó tôi đã cầu nguyện với đức chúa trời và xin ngài giúp tôi thoát khỏi gông cùm của sa tăng và đưa lời ngài vào thực hành vì tôi khó mà tự mình làm được sau khi cầu nguyện tôi cảm thấy uh, lòng mình an yên thành thản hơn um, sau đó tôi đã cởi mở với các anh chị em về trải nghiệm của mình dạ rồi anh biết không tôi chợt nhớ đến đoạn lời này của đức chúa trời đây anh coi uh, vương quốc của ta cần những người trung thực. Những người không đạo đức giả hay giả dối. Chẳng phải những người thật thà và trung thực không được nhiều người thích trên thế gian sao? Ta thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả những người trung thực được hoan nghênh đến với ta. Ta hài lòng với loại người này và ta cũng cần loại người này. Đây chính là sự công chính của ta các người nên biết rằng đức chúa trời thích những người trung thực về thực chất đức chúa trời là thành tính và vì thế lời ngài luôn có thể tin cậy được hơn nữa hành động của ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ đó là lý do tại sao đức chúa trời thích những người tuyệt đối trung thực với ngài amen amen tạ ơn đức chúa trời anh biết đó thực chất của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết, nên mọi điều Ngài nói và làm đều đáng tin cậy. Không có gì bị pha tạp bởi các triết lý của sa tăng cả. Đối với Đức Chúa Trời, trắng là trắng và đen là đen. Không có nửa này nửa nọ. Điều này nhắc tôi nhớ đến Đức Chúa Giêsu từng phán như vậy. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Đức Chúa Trời luôn yêu cầu chúng ta phải làm người trung thực và đây là lẽ thật. Trong thế giới nơi sa tăng làm chủ, người trung thực không được đón nhận nồng nhiệt và luôn phải sống một cách chật vật. Nhưng trong nhà Đức Chúa Trời thì không có chuyện đó. Đức Chúa Trời đòi hỏi những người trung thực, ngay thẳng, có ý thức công lý, phải đủ dũng cảm để dạch trần sự thật và có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Chỉ có họ mới có thể được Đức Chúa Trời tuyên dương và chỉ có họ mới là những người Đức Chúa Trời yêu mến và chấp nhận. Đúng là như vậy. Điều đó nhắc tôi nhớ đến câu này trong sách Khải Quyền về những người đắc thắng. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Amen. Phải, tạ ơn Đức Chúa Trời ờ từ những lời này chúng ta hiểu được rằng đức chúa trời yêu mến những người trung thực và rất căm ghét những kẻ đê tiện tráo trở chỉ biết nịnh hót người khác mà thôi những người như vậy chắc chắn cuối cùng sẽ bị đức chúa trời loại bỏ đây là sự khác biệt giữa thế giới ngoài kia và nhà đức chúa trời cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rằng chính là lẽ thật đang cầm quyền ở trong nhà của đức chúa trời vì vậy tôi không nên bỏ thực hành lẽ thật chỉ vì sợ sẽ xúc phạm người khác. Thay vào đó, tôi nên sợ xúc phạm Đức Chúa Trời vì đi theo sa tăng và vì tôi không thực hành lẽ thật. Bị người khác chối bỏ và thậm chí là bị lên án cũng không có gì đáng sợ cả. Những gì người ta nghĩ về tôi hoàn toàn không quyết định kết cục của tôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể quyết định kết cục của tôi và tôi chỉ nên tập trung vào những gì đức chúa trời nghĩ về tôi cũng như mối quan hệ của tôi với đức chúa trời không phải mối quan hệ của tôi với người khác tôi luôn từng nhiều lần bảo vệ mối quan hệ của mình với người khác tôi thậm chí còn nhiều lần quay lưng lại với lẽ thật nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng điều tôi cần theo đuổi là sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, thực hành lời Đức Chúa Trời, làm người trung thực và nói thẳng nói thật cũng như cởi mở với các anh chị em. Amen. Đó là cách thực hành tốt. Thực tế từ trải nghiệm của anh chị em, chúng ta có thể thấy rằng việc nhắc nhở người khác hay cho họ ý kiến phản hồi không phải là xúc phạm họ như ta tưởng tượng. Nếu họ là một người tìm kiếm lẽ thật, kể cả khi thỉnh thoảng điều đó có thể sẽ tổn thương lòng tự tôn của họ, thì sau khi tìm kiếm lẽ thật họ có thể sẽ rút ra được bài học và các anh chị em sẽ thân thiết với nhau hơn nữa đó mới là một mối quan hệ bình thường giữa người với người đúng vậy đúng vậy anh biết không ờ uh, sau vụ đó tôi bắt đầu thực hành nói sự thật và làm người trung thực sau đó tôi phát hiện rằng người anh em ờ uh, tên tom đã không nghiêm túc ờ, trong các buổi họp của mình với các tín hữu mới mà chỉ làm một cách qua loa tôi đã muốn đi gặp anh ấy để thông công về vấn đề của anh nhưng lại bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn nếu tôi chỉ ra vấn đề của anh anh ấy có thể nghĩ tôi đang đòi hỏi quá nhiều ở anh và anh sẽ không còn thích tôi nữa tôi tự hỏi liệu việc đó có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi sau này hay không khi tôi có những suy nghĩ như vậy tôi lập tức nhớ lại những sai lầm trong quá khứ của mình nên đã cầu nguyện với đức chúa trời xin ngài hãy dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật một ngày nọ sau cuộc họp tôi đã đi tìm anh tom và chỉ ra cho anh ấy thấy sự thiếu trách nhiệm của anh trong bổn phận cũng như phương pháp tiếp cận cuộc họp tùy tiện của anh sau đó chúng tôi đã thông công về các nguyên tắc của đời sống hội thánh để hiểu rõ hơn về ý muốn của đức chúa trời đối với bổn phận của chúng tôi sau khi anh nói như vậy anh tôm đã phản ứng ra sao à <laughs> tôi đã thấy rất ngạc nhiên là anh ấy không những không hề giận tôi mà thật sự còn cảm ơn tôi vì đã giúp anh uh, nhận ra thiếu sót của mình Tạ ơn Đức Chúa Trời. Ờ, uh, anh cũng đã có thể tìm ra một con đường để thực hành. Sau đó anh đã nói như vậy. Ờ, uh, trong một cuộc họp, ờ, uh, việc có anh chị em nào đó đóng góp ý kiến hay chỉ ra những thiếu sót hay sai lầm của ta thực sự rất hữu ích cho chúng ta. Đúng vậy. Sau đó tôi để ý thấy anh đã có trách nhiệm hơn trong các cuộc họp của hội thánh. Tôi đã rất xúc động. Tôi nhận ra những người chân thành theo đuổi lẽ thật sẽ không oán giận tôi vì đã nói sự thật tôi đã từng quá xảo quyệt luôn suy đoán linh tinh về người khác và có thái độ coi thường họ tôi cũng có được hiểu biết thực sự rằng làm người trung thực và nói sự thật phải công nhận là cực kỳ có lợi cho lối vào sự sống của các anh chị em và cho công tác của nhà đức chúa trời trải nghiệm đó đã giúp tôi hiểu ý muốn của đức chúa trời và không còn sợ bị người khác ghét bỏ khi ăn nói trung thực nữa tôi vô cùng cảm tạ sự khai sáng và dẫn dắt của lời đức chúa trời vì đã cho tôi hiểu rõ về bản tính xảo quyệt của bản thân mình cũng như phân định được ít nhiều các triết lý của satan tôi cũng đã hiểu rõ hơn về thực chất công chính và thánh khiết của đức chúa trời từ tận đáy lòng tôi tạ ơn đức chúa trời và Sẵn lòng mưu cầu việc trở thành một người trung thực, được Đức Chúa Trời yêu quý, không còn cố lừa gạt Ngài hay con người nữa. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Mối thông công của anh hôm nay thật sự đã giúp tôi và cho tôi một con đường thực hành. Từ giờ trở đi, tôi sẽ thực hành làm người ngay thẳng và trung thực. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Phải đó. À, phải. Nè, uh, lần tới nếu có gặp vấn đề gì, chúng ta cùng tìm kiếm và thông công nha chắc rồi ờ, cứ vậy đi chúng ta có thể nói chuyện và thông công về lời đức chúa trời và chắc chắn chúng ta sẽ có hướng giải quyết tuyệt lắm được đó chào anh hẹn gặp lại tạm biệt hẹn gặp lại sau